xin chào các bạn, mình là Thành. Hôm nay mình sẽ chơi cái game bắn súng FPS. Mình thấy cảm thấy game này khá giống là CSGO trên PC. Game này có tên là COD gì đó. Tên viết tắt của game này thôi chứ mình cũng chả nhớ. Ôi, độ FPS của mình thấp thế. What the hell? Thôi, mình đang bị chết. Đúng rồi, đi ra đi. Ngu này. Anh dùng sniper đúng không? What the fuck? Counter the screen eh? Ok, mình sẽ mua cái súng mới. Mình sẽ mua shotgun vậy. Đấy, shotgun bắn này ok. Mình đã phải thả cú lắm. À, anh em này cầm T4 nè. Còn này đang hay bắt mấy con như trời. Thank you.
kinh quá các bạn. Cái đây các bạn nhìn là cái góc trên này này đấy. Ok em này thôi mình chơi tới cùng rồi chứ. Hiện tại trong bản xếp hạng là mình bét bét bán luôn. Vâng, được counter terror screen luôn. Counter terror screen nhà này đấy cũng chán luôn. Mình sẽ mua con có gì đây, tôi mua con này luôn đi. Nói đi. Giết ngu thế. Nói kìa. Ồ cái này là counter terror screen rồi. Oh. What? Thế mà vẫn là terror screen luôn nè. Có thằng ở đây mà.
luôn. Cái game này chúng nó đã nặng rồi, cuối rồi. Nào đã. Lại mình cần C4 đùa. Ok, mình sẽ đi cầm C4 tiếp. Cái này nó sẽ có ra này ba nữa này. Quắm này. Cần một cái gọi là quắm. Ô, cái này. Thì có tôi Red Queen luôn. Mình sẽ mua giáp. Mua cái này. À, mua khẩu lục đôi. Ok. Cơ tiền mà. Đừng nói anh lại cầm C4. What the fuck. Sao suốt ngày anh cầm C4 vậy? What the hell, sao thế mà không chết? Đã đạn này người đấy, thế nào không chết à? À, khẩu lục đôi. Chưa hết. Bây giờ thì cái game này chơi nó lag khủng luôn ấy. Ôi, trận này chắc chắn trận này chắc là team mình thua cơ mà. Rồi dùng con sniper luôn, sợ gì ai. Thì con sniper này mới bảo nó tặng cho mình cái skin màu tím, mình cũng khá chi tay chi con ngựa nó tay.
Video này đừng quên like và share video cho mình.